Chào mừng các bạn đã đến với kênh Hoàng Long Family và xin chúc các bạn một ngày tốt lành. Video ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu chuỗi video khám phá những thông tin về các loài ba ba hay còn gọi là rùa mai mềm, soft shell turtle. Cả dòng họ nhà ba ba này được nhà khoa học Leopold Fischinger, một nhà sinh vật học người Áo, mô tả lần đầu tiên vào năm 1826. Các loài ba ba thì có vẻ ngoài khá giống nhau nhưng bạn vẫn có thể phân biệt được chúng bằng màu da bụng và hoa văn trên bụng, các nốt sần trên lưng, diềm cổ và cổ của chúng cũng giúp chúng ta phân biệt được các loài. Và loài ba ba đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu trong video này chính là ba ba gai, một loài sinh vật hoang dã. Chúng là một trong bốn loài ba ba sinh sống tại đất nước Việt Nam chúng ta. Chúng phân bố chủ yếu tại sông suối ao hồ ở các tỉnh Bắc Trung Bộ, các tỉnh miền núi phía Bắc nhưng chủ yếu tập trung nhiều ở huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Do Văn Chấn có điều kiện địa lý khí hậu rất thuận lợi cho ba ba gai sinh trưởng và phát triển. Chúng còn được tìm thấy tại Nam Ninh, Hồng Kông, Thâm Quyến, v.v. ở Trung Quốc và vùng Thượng Lào. Ba ba gai còn có một cái tên gọi khác đó là cua đinh núi. Về nguồn gốc của cái tên này thì rất tiếc, tới thời điểm làm video này, mình vẫn chưa biết được chính xác là tại sao chúng lại có cái tên kỳ cục như vậy. Nếu bạn nào biết hoặc có giả thiết nào về cái tên này, xin hãy chia sẻ với mình và các bạn xem video trong phần bình luận nhé. Ba ba gai có cái tên pháp danh khoa học là Palaea steinachneri, được nhà khoa học C.E. Benrock mô tả lần đầu tiên vào năm 1906. Với tên tiếng Anh là Water Naked Softshell Turtle, ba ba gai được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế IUCN xếp vào danh sách các loài đang phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng ở mức cực kỳ nguy cấp từ ngày 12 tháng 3 năm 2018. Đặc điểm của ba ba gai là có mũi dài trông giống với loài rùa mũi lợn, phần mai có màu nâu đến xám với nhiều nốt sần to nhỏ không đều, toàn bộ yếm gần như có màu trắng, chỉ có vài vết mờ hoặc các vết lốm đốm, đuôi ngắn, con non có đường viền to bản màu trắng nhạt, kéo dài từ phía sau mắt tới đến hết phần cổ. Đặc biệt, để phân biệt rõ ràng với các loài ba ba khác là chúng có các vết ngấn da sần ở cổ, rìa trước và trên mai có nhiều nốt sần. Phần cổ của ba ba gai có thể vươn ra rất dài, phần đầu nhọn và nhỏ, bốn chân có màng. Chúng có tuổi thọ trung bình vào khoảng 15 đến 20 năm, kích thước trung bình là 28cm và trọng lượng trung bình là từ 7 đến 10kg nếu có điều kiện sinh sống tốt. Ba ba gai thường sinh trưởng và phát triển ở các đầm nước, ao hồ, khe suối, những nơi yên tĩnh, kín đáo và có nguồn nước trong mát và không bị ô nhiễm. Chúng dành phần lớn thời gian ở dưới nước và hay trốn dưới phần cát dưới đáy. Ba ba gai nhìn chung là một loài nhút nhát, sống khép kín, nhưng có thể trở nên rất hung dữ khi bị làm phiền. Con lớn có thể bắt nạt con nhỏ hơn, thậm chí khi thiếu thức ăn, chúng có thể ăn luôn cả con nhỏ. Thức ăn chính cho ba ba gai chủ yếu là động vật. Sau khi nở vài giờ, chúng đã tự biết đi tìm kiếm con mồi. Khi mới nở, ba ba con sẽ tìm ăn động vật phù du, giun đất có kích thước nhỏ. Khi lớn, ba ba gai sẽ ăn cá, tép, cua, ốc, giun đất và hến. Trong điều kiện nuôi nhân tạo, chúng cũng có thể chấp nhận ăn xác động vật mới chết, phụ phẩm thực phẩm và các loại ngũ cốc. Ba ba gai khi đạt tới độ tuổi từ 4 đến 6 năm trong tự nhiên và 3 đến 5 năm trong điều kiện nuôi nhốt, cùng với trọng lượng từ 2,5 đến 3,5 kg thì chúng sẽ bắt đầu đẻ trứng. Khi mới nở, con non có khối lượng từ 5 đến 8 gram. Trong điều kiện nuôi từ cỡ con giống 50 đến 100 gram cho một con, nếu chăm sóc tốt, chỉ sau 1 năm, chúng sẽ lớn rất nhanh, có thể đạt từ 0,5 đến 1 kg. Sang năm thứ 2, có thể đạt từ 1 đến 3 kg. Cùng với chất lượng thịt thơm ngon bổ dưỡng, thì đây cũng là đặc điểm mà ba ba gai là một loài được người dân nuôi thương phẩm, mang lại lợi ích kinh tế rất tốt. Ba ba gai sống ở dưới nước nhưng đẻ trứng ở trên cạn. Mùa sinh sản thường vào mùa mưa, ban đêm ba ba gai cái sẽ bò lên bãi cát ven suối, bờ ao, tìm chỗ kín đáo có đất cát xốp ẩm, bới, làm tổ và đẻ trứng. Sau khi đẻ xong, chúng sẽ dùng hai chân trước để cào lớp cát, lấp đất kín trứng, sau đó dùng bụng xoa nhẵn mặt đất để ngụy trang rồi mới bò xuống nước. Ngoài tự nhiên, tỷ lệ nở của trứng ba ba gai thấp do tác động của các yếu tố môi trường không thuận lợi và một số loài vật sẽ phá tổ để ăn trứng. Hiện tại, theo đánh giá sơ bộ thì ba ba gai đã biến mất khỏi khu vực sinh sống hoang dã và các quần thể còn lại được cho là đã bị cạn kiệt nghiêm trọng trong những thập kỷ qua. Với sự suy giảm ước tính là hơn 80% tổng số cá thể trưởng thành trong vòng 50 năm qua và sự suy giảm này vẫn đang tiếp diễn. Trong các hội thảo tại Singapore năm 2011 và 2018, các nhà khoa học đã báo cáo rằng ba ba gai vẫn xuất hiện trong tự nhiên ở Trung Quốc với các quần thể rất nhỏ bị chia cắt và xuất hiện bên trong và khu vực lân cận của các khu bảo tồn tại Việt Nam. Những mối nguy hại gây ảnh hưởng tới ba ba gai là nạn phá rừng, khai thác mỏ, khai thác thủy sản tận diệt và săn bắt ngoài tự nhiên làm thực phẩm, v.v.
Tại Việt Nam thì hoạt động nuôi baba gai thương phẩm cũng là một trong những nhân tố góp phần giữ lại được nguồn gen và duy trì số lượng của loài này trước nguy cơ tuyệt chủng. Vừa rồi mình đã chia sẻ với các bạn thông tin về loài baba gai là một trong 4 loài baba sinh sống tại đất nước Việt Nam chúng ta. Video này đến đây là hết. Các bạn có thể xem các video khác của mình qua hình thu nhỏ dưới đây. Đừng quên ấn subscribe và nút chuông thông báo để đón xem những video mới vào 8 giờ tối thứ 2, 4, 6 hàng tuần. Xin cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.